Đây là một cái công đoạn mà đang triển khai rất là quan trọng, biết đâu nếu như mà thiếu đầu bếp Lý Hạo thì bữa tiệc hôm nay là thiếu cái món heo mọi nướng. Heo nướng mọi, heo mọi nướng trên xe rùa. Đây xe rùa các bạn nhìn thấy chưa, anh ta chơi rất là dã chiến. Anh có một biệt danh là siêu chế, một biệt danh là âm nhạc trên đường phố, đi tới đâu là nhạc lung tung tới đó, mà có khi là anh say anh bỏ quên cả loa ở ngoài đường luôn. Đây anh đến từ ngã tư quốc tế và đầu bếp và anh là người đảm nhiệm cái món heo rừng, quên heo mọi nướng nướng thang. Đặc biệt của anh nữa thì có một tài nấu rượu cực kỳ ngon, và tối hôm nay chúng ta sẽ thưởng thức loại rượu của Nắng Ấm Quê Hương. Được, cái là được, cái là bánh hết được. Và chúng ta hãy xem coi anh nướng thì hôm nay là tiếp khách nó cũng ra miếng rồi. Hôm nay là rất là đặc biệt, là ngày hôm nay là ngày Tết mới đáo nhá. Tây là ngày mùng 1 và được tổ chức tại mặt tiền đường ngã tư quốc tế đây nha các bạn. Và mọi người đang là bắt đầu là triển khai là sắp xếp mỗi hộ gia đình con cháu đầy đủ qua một năm, và một ngày rất là quan trọng. Hàng năm là vẫn tổ chức cứ làm một con heo để bà con ngồi lại với nhau trong quá trình một năm làm việc và tâm sự ngày xuân, uống bên nhau một ly rượu mừng. Quá đẹp, quá đẹp, quá đẹp. Quan trọng là có người đẹp nướng thịt lợn nó mới ngon. Và một tay hỗ trợ đắc lực cho thịt hôm nay làm sao để tí nữa chúng ta có một bữa tiệc thật là ngon miệng. Này, nhìn nào, hấp dẫn. Đấy. Tối nay chúng ta sẽ thưởng loại rượu gì ông Lý Hạo? Anh có thể cho mọi người biết được không? Đúng đỉnh nha. Rượu Đúng Đỉnh hả? Ồ. Rượu Đúng Đỉnh nghe anh quảng cáo ngày xưa trước đây tôi có biết. Rượu Đúng Đỉnh luôn. Đúng Đỉnh luôn đúng không? Rượu Đúng Đỉnh là uống không đau lưng đúng không? Đúng rồi anh. Rượu Đúng Đỉnh tối hôm nay là khoảng bao nhiêu độ anh? Rượu Đúng Đỉnh khoảng 30. 30 độ. Vậy là nam nữ đều uống được đúng không? Vâng. Các ông bà đều thưởng thức được nha các bác. Rượu Đúng Đỉnh giống như rượu vang các bác. Và sẽ thưởng thức những món thịt nướng mọi của chúng ta. Và đây là loại cái này là sa tế là cái gì hả em? Sốt nướng. Để mình cái này gia truyền đấy bác ạ. Gia truyền hả? Món này món gia truyền luôn. Rượu gia truyền rồi thịt nướng gia truyền. Quá hấp dẫn các bạn ơi. Không thể chịu nổi. Đằng nào tí nhà thái sẽ rồi là phải sẽ đôi nữa. Nướng thì nó nhanh. Đúng không? Mình quay nói thật với các bạn. Mình cầm nóng bia đây lắm luôn. Mình muốn rớt cả điện thoại luôn rồi các bạn. Nóng nha ba. Bu điện thoại ạ. Em tưởng là muốn cầm nóng bia chứ để rớt điện thoại. Và tí nữa chúng ta sẽ xem sắp lên và từng hộ gia đình mà con cháu chúng ta sẽ có mặt buổi tối hôm nay. Và chương trình âm nhạc hè phố ngã tư quốc tế sẽ được lộ diện các ca sĩ tại phường. Và chúng ta đã xa xa nhìn thấy giám đốc Hoàng Anh Gia Lai. Anh sẽ đến thẩm định món ăn của anh Lý Hạo coi đạt chất lượng hay chưa. Anh có thể cho biết là thưởng thức nó đủ chưa? Có chừng ở trong chưa chín đây nha. Khâu rất là quan trọng. Đẹp quá. Đang phải xẻ đây. Ngon chưa? Ngon chưa? Tái tái thôi nha. Ăn tái quá. Tái thôi nha. Tái tái thì đi cho nhanh vậy đấy. Thơm các bạn, nó thơm cực kỳ. Thơm. Nướng vẫn ngửi thơm. Đây. Này là nước sốt gia truyền kinh điển thật.
Nhưng mà trong đây nó là gồm có ớt với cái gì đây? À, không khai báo được các bạn. Bí mật. Không được bí mật các bạn thông cảm nha. Tối hôm nay mình sẽ khai thác cái món này là có cái gì trong đây để mình cho mấy ông uống say say đã. Để uống điệu của Lý Hạo xong rồi mình khai thác. Rót cái gì? Rót ở cái bình mà chưa